hãy chú ý xem chàng trai chỉ vì búng một cái, lập tức quay trở lại 10 phút trước, và mua trước tấm vé số sẽ trúng thưởng. Không phải vì chàng trai có khả năng tiên tri, mà sở hữu khả năng quay ngược thời gian còn tốt hơn cả tiên tri. Hóa ra chỉ nửa giờ trước, anh chàng này vốn là một nhiếp ảnh gia. Kết quả là khi đang chụp ảnh cho một người đẹp thì vô tình té ngã. Không may mắn làm hỏng viên ngọc, và một sự trùng hợp may mắn, giải phóng được ông lão bị phong ấn trong viên ngọc. Ông lão ban cho anh một phép màu, chỉ cần búng một cái là có thể quay ngược thời gian. Hôm nay tôi ban cho cậu một phép thần thông, cho phép cậu có khả năng quay ngược thời gian. Hả, từ đây về sau, cậu chỉ cần búng một cái là có thể quay ngược thời gian. Khi người đàn ông tỉnh dậy, người đẹp quỳ xuống đất lay anh, không thể không nói, lần này phải thưởng cho đạo diễn, đánh đổi tuổi thọ, tôi cũng muốn xem cái cảnh này, góc này đẹp quá vậy, đồ lưu manh anh nhìn cái gì thế, người đẹp cô hiểu lầm rồi, cô còn chưa trả tiền mà. Người gì mà chạy nhanh thế, chàng trai, tôi thấy đỉnh đầu cậu toát ra sự may mắn. Chắc chắn là phúc khí đến nhà, có muốn mua tờ vé số không, 10 đồng không mua nổi thiệt thòi, người ta nói đánh một cái từ ô tô xuống xe máy. Chàng trai đi ngang qua cửa hàng vé số cảm nhận được may mắn. Chỉ còn 2 tờ vé số, không thể không nói rằng thật đen đủi, chỉ chọn được tờ không trúng, và thế là mọi chuyện bắt đầu như, ông chủ, tôi mua tấm vé cuối cùng này. Tôi trúng 100.000 rồi, may mắn quá đi mất. Cơ hội 50% mà tôi còn không trúng, còn nói may mắn đến rồi. Hả, sau này, cậu chỉ cần búng tay, là có thể quay ngược thời gian. Chỉ còn lại 2 tấm này thôi, cậu muốn cái nào, ông chủ, tôi chọn cái này, ông chủ tôi mua tấm vé cuối cùng này. Ông chủ. Á đù chàng trai, may mắn của cậu quá tốt rồi, vận may của anh thật sự không tưởng. Chàng trai, đi thong thả, khi nào rảnh thì lại đến nhé. Cảm ơn ông chủ. Trên đường về nhà, phát hiện vợ mình đang khoác tay một người đàn ông khác. Quả nhiên đầu đã bắt đầu nhú sừng lên rồi, anh đến đây làm gì, có vẻ như tôi đến không đúng lúc, làm hỏng chuyện tốt của các người. Anh đang nói linh tinh cái gì thế, tôi không phải đã nói với anh rằng tôi đang bàn bạc hợp tác sao? Cô nam quả nữ chạy đến đây, cô nói ra cô có tin không? Dù anh tin hay không, tôi tự thấy mình không có gì phải hổ thẹn, cô cần phải chú ý đến địa vị của mình. Cô là vợ của tôi, cô và một người đàn ông khác ở bên ngoài không có xem cảm nhận của tôi không? Cảm nhận của anh, được thôi, hành động của tôi khiến anh cảm thấy không vui, vậy thì chúng ta ly hôn đi. Ký vào đây, chúng ta ly hôn, anh vẫn chưa hiểu sao, chúng ta đã sớm không còn thuộc về cùng một thế giới. Nguyễn Nhi tôi, hiện tại đã là một nhà thiết kế có giá trị hàng triệu. Còn công ty mà tôi điều hành, tương lai còn rất sáng lạng, giá trị thị trường sắp sửa phá vỡ mốc tỷ. Còn anh thì sao, anh biết điều này có nghĩa là gì không? Điều này có nghĩa là, hiện nay, tôi đã là một người thuộc tầng lớp thượng lưu. Trong khi anh hàng tháng chỉ kiếm được vài ngàn, anh nghĩ anh xứng đáng với tôi không? Tiền bạc quan trọng với cô đến vậy sao? Vậy những năm tháng tình cảm của chúng ta tính là gì? Những gì tôi muốn không bao giờ là những thứ đó, mà là một người giàu có. Anh có thể làm được điều đó không? Hắn tất nhiên không thể. Hắn chỉ là một tên phế vật vô dụng. Hắn không thể làm được gì cả. Đã muộn rồi, đừng dính líu với kẻ vô dụng như thế nữa. Hoàn toàn vô nghĩa, cô chỉ cần ly hôn với hắn. Tôi sẽ đại diện cho Chu gia, hỗ trợ cô hết mình. Đó mới là điều tôi muốn. Anh có thể cho tôi điều đó không? Chàng trai tức giận trên đường lại gặp một lão giả té ngã. Chuyện gì vậy? Ai biết được, lão giả này đi bình thường trên đường. Không ai chạm vào, bỗng nhiên ông ấy té xuống. Đứng đó làm gì? Cứu ông ấy đi. Nếu người đó đổ lỗi cho cậu thì sao? Thế giới ngày càng suy đồi. Nếu cậu giúp đỡ ông ấy, cậu sẽ phá sản mà cũng không đủ bồi thường. Trong sự xúi dục của mọi người, chàng trai từ bỏ cơ hội giúp đỡ người già. Một chiếc xe lao tới. Một cô gái xinh đẹp chỉ trích họ không có lương tâm, không dám giúp đỡ người già, sau đó không hề biết, ông lão là một trong 4 đại gia tộc lớn ở Đại Hạ. Chàng trai nhớ ra mình còn có siêu năng lực. Quay ngược thời gian về vài phút trước, tự mình giả vờ giúp đỡ người già, cô gái để bày tỏ lòng biết ơn với chàng trai, tặng anh 100 triệu tiền thưởng, chàng trai từ chối ngay lập tức, anh ấy suy nghĩ trong lòng, tôi trông có vẻ ngốc à, Vân gia không phải là thứ có thể mua được với chỉ 100 triệu. Vân gia của tôi sẽ nhớ anh. Vân Yến. Sao vậy, ông nội, ta cảm thấy người trẻ này khá tốt. Con nghĩ sao, ông nội, ông đừng có bày đặt mấy chuyện mai mối. Ha ha, con điều tra thông tin về cậu ta đi. Lòng biết ơn này, Vân gia chúng ta nhất định phải trả. Con biết rồi. Này,
hôm nay sẽ chụp ảnh cho cửa hàng đồ cổ của chúng tôi. Sao còn chưa đến? Ồ, tôi tới ngay. Đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng quay đi. Là tên lưu manh anh sao? Em biết hắn ta sao? Hắn ta là người em kể với anh, khi chụp ảnh chân dung, lén lút nhìn trộm em, hóa ra là anh sao? Tất cả chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm, anh không nhìn lại mình sao? Đi tiểu và nhìn lại mình trong gương đi, dám quay lén tôi, Giang thiếu anh nhất định phải giúp em trả thù, yên tâm đi, người dám rình mò em, hôm nay anh sẽ đánh gãy một bàn tay. Không phải, thật đấy. Anh Tô, tôi hành động ở đây, không ảnh hưởng đến anh chứ? Không sao Giang thiếu, cứ tự nhiên. Mình chỉ muốn quay quảng cáo, kết quả lại để mình rơi vào tình thế này, không được, mình phải quay ngược thời gian. Cũng không điều tra một chút sao? Dám nhìn trộm cô ấy sao? Hôm nay không ai cứu được ngươi đâu. Đây không phải là Giang thiếu sao? Vài ngày không gặp đã oai phong như vậy. Tôi cứ tưởng là ai? Hóa ra là cô tiểu thư Vân. Tôi vừa rồi đang xử lý một tên không có mắt. Không làm cô sợ hãi chứ? Tên không có mắt. Tôi nói cho anh biết, anh chàng này là ân nhân của Vân Di chúng tôi. Anh muốn động thủ với anh ấy sao? Ân nhân của Vân gia. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, nhanh chóng buông tay. Giang thiếu, thôi đi, em có quyền gì mà nói ở đây? Không đưa cô ấy đi cho tôi. Tôi tự đi được. Cô Vân hiểu lầm rồi, nếu tôi biết sớm, anh ấy là ân nhân của Vân gia, thì không thể xúc phạm anh ấy được. Anh không sao chứ? Không sao, cảm ơn cô Vân, anh có ơn với gia đình của tôi, may là tôi đến kịp. Cô Vân, tối nay cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô đi ăn tối. Không rảnh, tôi có việc. Cô Vân hôm nay sao lại rảnh tới thăm chúng tôi? Nghe nói anh Tô có lô hàng mới, tôi đến thử vận may một chút, xem có thể mua được món đồ tốt nào không. Cô Vân thật sự rất hiểu biết nhỉ, cứ tự nhiên chọn. Vân Yến, đại sư Hào sẽ đến ngay bây giờ, có thể nhờ ông ấy xem giúp cô. Không cần đâu, tôi cũng tính kinh doanh đồ cổ hơn 10 năm, vẫn biết phân biệt được tốt xấu. Các người trẻ bây giờ đều không biết trời cao đất dày à? Đại sư Hào đến rồi. Tôi tất nhiên tin tưởng vào ông, chỉ là tôi muốn thêm một người, thêm một lớp bảo đảm mà thôi. Tôi đã nói không cần rồi, anh phiền quá, có vẻ như tôi nói nhiều rồi. Cô Vân mời cô. Không ngờ rằng Vân Yến không chỉ là một nữ doanh nhân giỏi, mà còn có nghiên cứu về đồ cổ. Đây rồi. Cô Vân có con mắt tốt quá. Đây quả là, nói thẳng luôn, giá bao nhiêu? Trả giá lần 2, 3 triệu. Đồng ý giao dịch. 3 triệu cũng xứng đáng với giá này. Thử xem. Ông cười cái gì? Tôi cười Vân gia, quả nhiên là giàu có và hào phóng. 3 triệu cứ thế mà vung ra, để mua thứ này, tôi thấy cô như đứa trẻ con, tầm nhìn ngắn hạn. Mua phải hàng giả. Vẫn ở đây tự hào. Tôi biết đây là hàng giả, nhưng đây là tác phẩm mô phỏng, bởi bậc thầy về gốm sứ. Giá trị của nó có thể lên đến hàng triệu. Cô nói thiển cận, cô còn không chịu nhận. Đây căn bản không phải là mô phỏng của bậc thầy. Đây chỉ là sản phẩm thô sơ được bán tràn lan, giá trị không đáng 1.000. Làm sao có thể như vậy được? Cô Vân là người có tầm nhìn như thế nào? Làm sao có thể nhìn nhầm được? Kể từ khi cô cũng hiểu biết, cô cũng biết rằng vết nứt thật sự. Chỉ cần nhẹ nhàng gõ một cái, là sẽ có vết nứt mới. Nếu cô không tin, cứ thoải mái thử xem. Tại sao lại không dám? Được, thử thì thử. Làm sao có thể, cô Vân? Cô thật sự đã mua một cái bảo vật giả không tưởng. Dù cho Vân gia của cô, dù thế nào cũng lớn, cũng không chịu nổi cô Vân. Cô tiêu hoang như vậy, chỉ là mua một cái giả mạo thôi mà. Tôi cũng chưa đến mức không chịu nổi số tiền này. Cô làm vậy làm gì? Tôi đã nói từ sớm, nên để giúp cô mở rộng tầm mắt. Nhưng cô cứ không nghe, cô nói xem nếu sớm nghe lời tôi, cần gì phải đến nông nỗi này, thế là mất trắng 3 triệu, anh thấy đủ chưa? Tôi chỉ khuyên cô một cách tử tế, không cần anh ở đây giả vờ vịt. Cô, tôi đã xem qua rồi, trong số các cổ vật này, cái có giá trị nhất, chính là cái chén với vết nứt này, ngoài ra không có cái nào đáng giá. Vậy có cho đại sư Hào xem hay không? Kết quả cũng như nhau. Vậy sao như vậy thì đại sư Hào, sao ông không cho cô Vân mở rộng tầm mắt? Đúng là ý tôi. Cái này giá bao nhiêu? Cái này chỉ là một sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Nếu đại sư thích, tôi tặng ông luôn. Vậy thì, cảm ơn nhiều.
Giới võ lâm gọi ông là bậc thầy, bây giờ thì thấy cũng bình thường. Chủ tiệm đã nói là hàng thủ công, ông vẫn muốn à? Đúng vậy, còn không thì sao? Đôi khi, mắt có thể lừa dối cô, như một đứa trẻ. Hôm nay nhé, tôi sẽ cho cô một bài học về mở mắt. Lấy tấm vải đây. Đây lại là Ngọc Trăng Biển Nam. 2.000 năm trước, Tần Thủy Hoàng đã tìm kiếm ở Biển Nam, và thu được 10 viên Ngọc Trăng Biển cực phẩm, trong đó 9 viên, dùng làm vật để cùng chôn. Cái còn lại này, đã lâu bị mất, hôm nay không ngờ gặp lại ở đây. Điều này không thể nào. Cô gái, cô đánh giá xem, hạt ngọc dương vật này trị giá bao nhiêu? Cái này, tiếc là bề mặt đã có chỗ mài mòn. Dù vậy, ít nhất cũng trị giá 80 triệu. Nếu đưa lên đấu giá, giá sẽ còn cao hơn. Cô còn gì để nói không? Là tôi kém cỏi, tôi không có gì để nói. Tôi sẵn lòng trả 1 tỷ. Giang thiếu gia, có thể chuyển nhượng ngọc dương vật này cho tôi không? Một ngôi làng, thật sự là rộng lượng. Vân gia có tiền là thật. Nhưng nhà tôi cũng là một trong gia tộc lớn của Giang Thành, không thiếu tiền, cái ngọc dạ Minh Châu này không bán. Vậy thì thôi. Nhưng mà, chuyển giao cho cô cũng được. Anh muốn làm gì? Chỉ cần cô gái đi cùng tôi một đêm, cái ngọc dạ Minh Châu này, tôi sẵn lòng xem như một món quà, trực tiếp tặng cho cô Vân, thế nào? Khốn nạn, đừng mơ, không cân nhắc một chút à? Cút cho tôi, thật đáng tiếc, vậy thì gặp lại cô sau. Chúng ta đi thôi, chờ một chút. Sao vậy, cô Vân thay đổi ý định à? Tôi sẽ thêm 30 triệu nữa. Không được, anh muốn bao nhiêu, tôi muốn là cô. Ngọc trai này, có quan trọng với cô không? Dĩ nhiên là quan trọng. Anh không nghĩ sao, tại sao cô ấy lại đến đây? Sinh nhật lần thứ 60 của Tổng đốc sắp tới. Các bậc danh giá ở Giang Thành, đều phải chuẩn bị quà lớn. Để được ưu ái, cô đại diện Vân gia phụ trách việc này. Chỉ là muốn thông qua viên ngọc này, để chiếm được lòng thiện cảm của Tổng đốc. Từ đó nhận được sự chấp nhận của Vân gia, chuẩn bị cho việc thừa kế sau này của mình. Tôi đoán đúng chứ, cô Vân? Hóa ra là thế. Chỉ cần ở bên tôi một đêm, là có thể nhận được quyền thừa kế của Vân gia. Thương vụ này rất có lợi, cô Vân. Lúc nãy là cô đã giúp tôi, bây giờ đến lượt tôi giúp cô, ý anh là gì? Cô Vân, cô thật sự là, đã mua một tác phẩm giả tuyệt đối. Cái đó bán bao nhiêu tiền? Anh này có con mắt nhìn đấy, đây là đồ từ thời Nam Tống đấy, đáng giá lắm, anh cứ nói thẳng giá cả đi. Được. Giá cuối cùng, 10.000, một tác phẩm nghệ thuật, mà anh còn chặt chém 10.000. Thế này nhé, tôi thấy thứ này của anh, chỉ đáng giá vài trăm thôi. Tôi cho anh kiếm thêm tí. 1.000, có bán thì tôi mua, không bán thì thôi. Được, 1.000 thì 1.000, trả tiền đi. Cô Vân, vừa rồi cô đã cứu tôi không biết làm thế nào để báo đáp, mong cô vui lòng nhận lấy. Ha ha, đâu ra cái kẻ ngốc này vậy, mang một tác phẩm thủ công để tặng người. Cảm ơn anh. Cô Vân, cô nghe tôi nói, tôi biết cô đến đây để chuẩn bị quà cho Tổng đốc, tôi đưa cô cái này. Hoàn toàn có thể làm quà tặng, tặng cho ông ấy, ha ha. Cô định tặng thứ này, cho Tổng đốc sao? Anh không nghe nhầm đâu, ngươi cũng dám bảo ta nhìn nhầm sao? Ngươi đang đùa à, ngài Tổng đốc là người như thế nào? Vậy mà ngươi tặng ông ấy thứ vớ vẩn này, này tên nhóc. Tên phế vật như ngươi làm sao quên được cô Vân vậy? Vân gia của tôi kết bạn với ai? Không phải lượt của anh chỉ trích sao? Tôi chỉ là muốn nhắc nhở tốt cho cô, món quà mừng thọ 60 tuổi của ngài Tổng đốc là việc quan trọng. Đừng để vì một số thứ không đáng mà, biến điều tốt thành điều xấu. Làm sao anh có thể chắc chắn, rằng món quà này không được, thứ này của ngươi chỉ là rác, gửi nó cho Tổng đốc, ngươi có khinh thường Tổng đốc không? Ta không khinh thường Tổng đốc, là anh, quá ngắn ngủi và nông cạn. Ngươi tên phế vật này, dám nói ta ngắn ngủi, ai cho ngươi to gan vậy, ta không có thời gian với ngươi. Cô Vân, cô tin tôi, thứ này chắc chắn có thể. Trần Phàm, tôi biết anh muốn giúp tôi, nhưng thứ này, tôi đã xem qua rồi, không đáng giá, đó là vì cô không nhìn kỹ. Trần Phàm, xin anh đừng làm dối thêm nữa. Thế này nhé, chúng ta không thể, nhờ vào đại sư Hào. Nếu đại sư công nhận ngươi, thì ta sẽ, được.
Ngươi xem, đại sư thực sự có con mắt tinh đời. Chuyện gì thế này, đây có phải thực sự là cái gì? Làm sao có thể, đây rõ ràng chỉ là một sản phẩm thủ công rẻ tiền. Đợi đã, ta không giấu giếm ngươi nữa. Cô Vân, hãy nhìn kỹ này. Cái gì? Ngọc Phỉ Thúy, không thể nào. Cô Vân, bây giờ có thể tặng được không? Có thể, nếu có thể tặng viên ngọc trai đêm Nam Hải này cho ngài tổng đốc, lúc đó gia đình chúng tôi chắc chắn sẽ được sự yêu ái của tổng đốc và có thể sẽ tiến xa hơn nữa. Trần Phàm, tôi xin lỗi vì thái độ của mình, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Đó chỉ là chuyện nhỏ, không ngờ Trần Phàm có tầm nhìn đúng đắn đến thế, tôi tự thấy không bằng, chỉ là may mắn mà thôi. Đâu chỉ là may mắn, đây là năng lực, không thể nào như vậy được. Tên nhóc này, làm sao có thể biết về đồ cổ, ở đây không có gì là không thể. Tôi vừa rồi đã nhìn không rõ, không ngờ chàng trai trẻ như vậy, mắt lại sắc lẹm như vậy, thất lễ thất lễ. Khách sáo khách sáo. Thật đáng tiếc nếu biết sớm, bên trong có viên ngọc dạ Minh Châu, tôi đã không bán cho hắn ta. Trần Phàm, về chuyện vừa rồi cảm ơn anh, cô Vân cô khách sáo rồi, cô vừa giúp tôi, nên tôi giúp cô là đương nhiên. Không, việc này đối với Vân gia chúng tôi, có ý nghĩa rất lớn, vì vậy, tôi phải cảm ơn anh thật nhiều. Trước đây anh đã cứu ông tôi, bây giờ lại giúp tôi như thế này, thế thì tôi mời anh một bữa nhé. Cô Vân, không cần đâu, một bữa thì không cần, anh là ân nhân của Vân gia, bữa này tôi nhất định phải mời. Vậy, thì chúng ta đã thống nhất như vậy, nếu ông tôi biết, tôi đã phớt lờ anh, chắc chắn sẽ trách mắng tôi. Vậy được thôi, chúng ta đi thôi. Đây chính là tập đoàn Vân. Trần Phàm, xin vui lòng đợi một chút, tôi sẽ đem viên ngọc này cho ông nội trước. Được thôi, cô Vân cô cứ bận trước đi. Ông nội, đây là viên ngọc Minh Châu, cháu đã mua được từ cửa hàng. Đây. Đây là viên ngọc Minh Châu ư? Ông nội, ông xem kỹ đi, sẽ biết ngay mà. Ôi trời ơi, nhà chúng ta có viên ngọc Minh Châu Nam Hải này. Trong bữa tiệc mừng thọ, chắc chắn sẽ được sự ưu ái của vị tổng đốc. Ha ha, Vân Yến, việc này cháu đã làm rất tốt. Đó là nhờ ông nội dạy dỗ. Bố, chuyện này hãy để sau. Con gái nói đi, con cũng đã không còn trẻ nữa. Đã đến lúc phải tìm người để kết hôn rồi. Mẹ, có phải lại có gia đình nào đến cầu hôn không? Mẹ, con đã nói rồi, con không thích những người đó. Con gái này đã lớn như vậy rồi, nếu không kết hôn, sẽ độc thân suốt đời. Dù sao con cũng không muốn kết hôn. Con, cố ý làm mẹ tức phải không? Mẹ, con không cố ý làm mẹ tức. Bây giờ mọi người đều tự do yêu đương. Mẹ đừng sử dụng cách của mẹ trước kia nữa. Được, con muốn tự do yêu đương phải không? Vậy mẹ sẽ không giục con. Nhưng con phải tìm cho mẹ một chàng rể. Mẹ, mẹ cố tình chọc tức con phải không? Mẹ không quan tâm, nếu con không mang về, con phải nghe lời mẹ. Mẹ bảo con cưới thì con phải cưới. Được, con sẽ tìm một người đàn ông. Uyển Nhi, cha không nhìn nhầm chứ? Đó không phải là người chồng cũ mới ly hôn của con. Làm sao vậy, bị người phụ nữ của mình bỏ rơi, hết tiền tiêu rồi, chạy đến tập đoàn Vân Thị để tìm việc làm. Chuyện của tôi liên quan gì đến ông? Trần Phàm, sau khi chúng ta ly hôn, tôi hiểu anh muốn tự nuôi sống bản thân, nhưng tôi khuyên anh nên cải thiện tính coi thường người khác. Cô cũng đã nói chúng ta đã ly hôn rồi, chuyện của tôi không cần cô xen vào. Trần Phàm, tôi nói những điều này cũng vì tốt cho anh. Hơn nữa, tôi nói những điều này cũng không sai mà. Nếu anh có khả năng thì cũng không đến nỗi. Uyển Nhi nói đúng, một người như cậu còn không đáp ứng được yêu cầu của công ty cô ấy, huống chi là tập đoàn Vân Thị. Thế này nhé, Trần Phàm, tôi là đối tác của Vân gia. Với tư cách cao quý của tôi sẽ nói vài lời tốt đẹp về cậu. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu một công việc lau dọn nhà vệ sinh thế nào. Cảm ơn chú thiếu ngay đi, có thể quét dọn ở nơi này tốt hơn anh hàng ngày phải lội trong bùn nhiều lắm. Đừng coi thường công việc này, chớ coi thường công việc này. Cậu có thể phục vụ cho chúng tôi, những người cao quý như vậy là phúc phận mà cậu không thể tích lũy được trong 8 đời. Nghe lời chú thiếu nói chưa? Mau cảm ơn chú thiếu. Nếu công việc này tốt như vậy, vậy thì tự các người lo đi. Anh, tôi nói vậy cũng là vì tốt cho anh. Sao anh không nghe lời khuyên nhỉ? Tôi không cần cô khuyên, tôi đến đây là có lý do của tôi. Còn về việc lau dọn nhà vệ sinh, nếu các người muốn đảm nhận
thì các người tự lau đi. Nếu không còn việc gì khác, thì đi đi. Với tư cách của cậu cũng đến đây à, tôi thấy cậu là không có chỗ đi rồi, chỉ có thể mặt dày ở lại đây. Trần Phàm, anh đừng giả vờ nữa. Tôi biết, hôm nay anh đến đây là để tái hôn với tôi sẽ nói rõ với anh. Không thể được, con gái chúng tôi là một tổng giám đốc có giá trị hàng triệu, tương lai không giới hạn, còn cậu chỉ là một tên phế vật, không xem mình trông như nào. Đầu tiên, tôi không muốn tái hôn với cô. Thứ hai, tôi đến đây là vì việc của tôi. Cô ồn ào như vậy, tôi hoàn toàn có thể yêu cầu bảo vệ đuổi cô ra ngoài. Anh còn đến đây để làm việc nữa à? Tập đoàn Vân Thị là nơi dành cho những người như cậu sao? Cậu có lẽ không đến để nhặt phế liệu chứ? Cậu là tên ô phi vật có mùi hôi, chỉ xứng đáng để nhặt phế liệu. Trần Phàm, tôi vẫn muốn nhắc anh một câu. Anh phải sống thật, sau khi ly hôn, anh thậm chí còn khó mà kiếm sống. Tôi nói thế này, cũng là vì lợi ích của anh. Xong rồi thì biến đi. Tiểu tử, tôi thấy cậu không nhận ra vị trí của mình đâu. Cậu tin không tôi, gọi bảo vệ vào đây, đánh cậu ra ngoài. Người đâu, chờ đã. Tôi muốn xem thử, ông có bản lĩnh như thế nào. Xin lỗi cô, vừa rồi toàn là chuyện riêng của tôi, làm cô phải xem. Không sao đâu, đây là lỗi của tôi không đãi khách chu đáo. Hai người, xin lỗi vị hôn phu của tôi có thể không để bụng chuyện đã qua. Vị hôn phu Trần Phàm, anh không thấy thuê người đến trước mặt tôi diễn kịch là quá buồn cười sao? Một số người này tưởng rằng tìm một mỹ nữ đến diễn kịch thì giống như giàu lắm, như thể đang theo đuổi anh ta vậy. Thật là nực cười. Nhan sắc cũng coi được, khí chất cũng diễn giống lắm, nhưng thật đáng tiếc, giả thì mãi là giả. Người diễn viên này anh thuê về tốn kha khá tiền nhỉ? Cô nói cô ấy là diễn viên tôi thuê à? Không thì sao, Trần Phàm. Anh nghĩ những người thượng lưu là người bình thường như anh sao? Dễ dàng tiếp xúc được sao? Nói không sai, ít nhất người như tôi sẽ không kết giao với người thấp hèn như cậu. Cô gái trông khá là xinh, chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc không? Lúc đó chúng ta có thể hẹn hò. Cô dám đánh tôi à? Cô biết đây là nơi nào không? Bảo vệ, bảo vệ. Quý khách vui lòng không làm ồn, nếu không chúng tôi sẽ... Chu thiếu, sao ông lại đến đây? Cho phép người lạ mặt vào công ty, còn đánh người quý của cậu. Bảo vệ của tập đoàn Vân Thị là đang ăn không làm à? Lập tức đuổi hai người này ra khỏi đây. Đuổi họ ra ngoài cho tôi. Dạ dạ dạ. Hai người xin đi ra, sao phải lịch sự với họ thế? Tôi nói lại một lần nữa, đuổi họ ra khỏi đây cho tôi. Được được. Tất cả bảo vệ đến đây. Bây giờ, đuổi hai người này ra ngoài cho tôi. Cậu chỉ là một quản lý mà thôi, ai cho cậu quyền đuổi khách ra ngoài? Chu thiếu là khách quý của tập đoàn Vân Thị, danh tính vô cùng cao quý, chỉ cần ông ấy một lời, đuổi hai người ra ngoài, thế là quá đủ. Thấy chưa, đây là sự chênh lệch giai cấp giữa cậu và tôi, cô Vân. Có lẽ đó là phong cách tiếp khách của Vân gia. Xin lỗi đã làm mất mặt cậu Trần, tôi thật sự không nghĩ tập đoàn Vân Thị lại có loại người như vậy. Cậu đã bị sa thải. Từ giờ trở đi, tập đoàn Vân Thị sẽ không tuyển dụng cậu. Giả vờ đoan trang, có lẽ cô vẫn không biết, Chu thiếu là khách quen với tiểu thư Vân gia. Tôi sao không nhớ, tôi đã gặp một người như vậy. Cô đừng có giả vờ nữa. Cô tự cho mình là tiểu thư Vân gia rồi đúng không? Còn đứng đó làm gì? Nhanh chóng đuổi họ ra khỏi đây. Người đâu, hành động. Chờ đã. Vân Tiến, người phụ trách công ty này, làm việc cũng khá tốt đấy. Chỉ là một tay chân mà dám sai bảo vệ đuổi tôi ra. Tiểu thư tha lỗi, ai dám xúc phạm cô, cho tôi 10 phút, tôi sẽ lập tức đến. Tôi chỉ cho cậu 2 phút, quá 2 phút cậu không xuất hiện, hậu quả tự chịu, cứ tiếp tục diễn đi. Tôi muốn xem, cô có thể diễn tới đâu. Trần Phàm, diễn viên anh tìm này, đã nghiện diễn rồi phải không? Vừa rồi giả làm người thượng lưu, giờ lại giả là tiểu thư Vân gia, hành xử bừa bãi, các người có biết không? Vân Tiến là người Vân gia bên ngoài, là thành viên chính thức của Vân gia. Cô bảo anh ấy xuất hiện trong 2 phút, đúng là tự tìm cái chết. Cậu Vân, sao cậu lại đến đây? Cậu vui lòng đợi một chút, có hai người đang gây rối ở đây, tôi sẽ xử lý họ trước. Người đâu, còn không kéo họ ra ngoài, ném ra khỏi cửa. Ngươi là cái Vân Tổng, đây là tiểu thư, bắt đầu từ hôm nay, ngươi bị sa thải. Tôi đã không làm tròn trách nhiệm, xin tiểu thư tha thứ.
cho phép người như cậu ở tập đoàn Vân Thị là sơ suất lớn. Vân Tiến, cậu phải chịu trách nhiệm. Vị tiên sinh, để bày tỏ lời xin lỗi đối với quý vị, từ hôm nay quý vị sẽ trở thành khách hàng VIP của công ty chúng tôi, hưởng mọi đặc quyền của khách VIP. Tôi nên làm gì nhỉ? Một người dựa vào cô chủ Vân gia, tên ăn bám. Quyết định của tôi khi rời bỏ anh là đúng. Tôi đã nói rồi, các người xin lỗi hôn phu của tôi. Chuyện vừa rồi tôi có thể không tính toán. Cô Vân, tôi phải nhắc nhở cô, tôi là một khách hàng quý giá của Vân gia. Cô chắc chắn muốn vì người này mà đắc tội với tôi. Vân Tiến, dạ cô chủ. Từ hôm nay, tập đoàn Vân Thị hủy bỏ tư cách khách hàng quý giá của người và từ chối hợp tác với Chu gia. Cậu nói gì vậy? Bảo vệ, đuổi ba người này ra khỏi đây. Buông tôi ra, tôi có thể tự đi được. Trần Phàm, để tôi nói cho anh biết. Đừng nghĩ anh đến bên tiểu thư của Vân gia có thể xoay chuyển cuộc đời mình. Rời bỏ anh, tôi sẽ không hối hận. Vân Yến, hôm nay tôi thừa nhận thua. Nhưng trong vài ngày tới, tiệc sinh nhật của thống đốc, Chu gia đã chuẩn bị một món quà hào phóng. Chúng tôi nhất định sẽ được sự chú ý của thống đốc. Khi đó, Vân gia của cô sẽ đáng giá bao nhiêu? Chúng ta đi, về việc vừa xảy ra. Xin lỗi đã làm cậu Trần mất thời gian. Cô Vân, tôi mới là người nên xin lỗi. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của tôi. Cậu Trần, có một chuyện, nói ra cũng hơi ngượng. Việc cô đã giúp tôi, và gọi tôi là hôn phu của cô hả? Sau chuyện này, tôi càng phải cảm ơn cô. Không phải cậu Trần, tôi muốn nói là, tôi muốn cậu trở thành hôn phu của tôi. Là do bố mẹ cô thúc giục kết hôn, nên cô mới muốn tôi làm hôn phu của cô phải không? Qua quan sát của tôi về anh, tôi phát hiện anh rất phù hợp, và anh còn cứu ông nội tôi nữa. Nhưng tôi là người đã ly hôn, cô không phiền về điều này sao? Người phụ nữ đó ly hôn với anh, đó là vì cô ấy không biết đánh giá người. Tôi và cô ấy không giống nhau. Nhưng mà... Ông nội... Con biết rồi. Ông nội vừa gọi điện cho tôi, ông ấy muốn tôi dẫn anh đi gặp ông ấy. Đến đây, Trần Phàm. Trần Phàm phải không? Vậy tôi sẽ nói thẳng, anh có xe không? Có nhà không? Có tài sản cố định không? Mẹ, mẹ đang kiểm tra hộ khẩu ở đây à? Mẹ không làm khó cậu ấy, cậu ấy không thể đưa ra điều này, dựa vào cái gì để cho con hạnh phúc? Trần Phàm, cậu trai trẻ, tôi biết cậu, lần trước cậu còn cứu mạng tôi. Trần Phàm đối với Vân gia có ân tình, bố. Không thể nói như vậy, Vân gia muốn trả ơn, có thể cho cậu ấy một khoản tiền. Con gái con không phải có thể dễ dàng gả đi như vậy. Mẹ, chúng ta không phải đã thỏa thuận rồi sao? Sao mẹ lại thay đổi chứ? Nhưng Trần Phàm không có gì cả, làm sao mẹ có thể tin cậu ấy có thể mang lại hạnh phúc cho con? Được rồi, Vân Yến, ông đã quyết định rồi. Bố, Vân gia chúng ta không thiếu tiền. Ông thấy phẩm chất của Trần Phàm là điều quý giá nhất. Mẹ, ông nội cũng đã ủng hộ rồi. Được rồi, chuyện này coi như qua. Đừng để bụng nữa, quan trọng nhất là bữa tiệc mừng thọ của thống đốc. Bữa tiệc này sẽ tổ chức tại Thượng Chí Tôn. Trần Phàm, ngày mai, con sẽ đi cùng Vân Yến, giúp đỡ một tay, chú ý một chút. Trần Phàm, con biết rồi ông nội. Cái này cũng quá xa hoa rồi, tiệc mừng thọ của tổng đốc được tổ chức ở một nơi cao như này. Đương nhiên, phòng tối cao này không phải người thường có thể đặt được, chỉ những người có quyền lực và ảnh hưởng lớn mới có thể đặt được nơi này. Tuyệt thật. Là tiệc mừng thọ của tổng đốc, Vân Yến chắc chắn sẽ đến. Cô ấy dám đối xử với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Này, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Vân Yến, Vân gia của cô hết người rồi à? Lại còn mang người này tới. Tôi mang tới là việc của tôi, không cần cậu xen vào. Tôi nhắc nhở cô đây, hôm nay là tiệc mừng thọ của thống đốc, ngày vui như thế này cô lại dẫn theo một người không nên đến. Người không nên đến là cậu. Quên rồi sao? Hôm qua cậu bị tôi làm cho mất mặt. Cô, dù gia đình cô là một trong bốn gia tộc lớn, nhưng hôm nay tôi cũng tuyệt đối không tha cho các người. Tôi đợi đấy. Được rồi con gái, con nên nói ít lại. Mẹ, họ đang muốn bắt nạt Trần Phàm thì sao nào? Hắn ta đâu phải người của Vân gia. Mẹ, bà Vân là người hiểu chuyện. Thế nào, không ăn được cơm mềm Chu gia, bây giờ lại đến ăn của Vân gia phải không? Tên phế vật này, sao mà không giữ chút tự trọng nào? Nói xong thì cút. Đừng chắn đường tôi, cậu đang tìm cái chết à? Cậu có tin không? Tôi có thể làm cậu chết ngay. Cậu dám?
Trần Phàm, anh chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ thôi sao? Anh không thể tự lập được sao? Cô là gì mà nói chuyện với tôi như vậy? Tôi biết cậu không thể buông bỏ tôi, vậy nên chỉ cần nơi nào có tôi, anh chắc chắn sẽ xuất hiện. Tôi không thể buông bỏ, theo tôi không có ý nghĩa. Tôi nói rõ với anh, chúng ta không cùng một thế giới. Vị trí tôi đang đứng là nơi anh không thể chạm tới. Hơn nữa, Chí Tôn Thượng không phải nơi anh có thể đến. Cô có phải là tự cao tự đại quá không? Cứng đầu cứng cổ, anh nghĩ như vậy sẽ khiến tôi đánh giá cao anh. Tôi nói cho anh biết, không đời nào, làm gì mà nói nhiều với hắn. Nhanh chóng đuổi hắn ra ngoài, chỉ với ông thì không đuổi được anh ta. Thế còn nếu thêm tôi thì sao? Mỹ Thiếu, chẳng lẽ anh chàng này cũng đã xúc phạm cô, chỉ là một kẻ không biết trời cao đất dày. Vân Yến, bốn gia tộc lớn, Giang gia và Chu gia, hai gia tộc người cùng hành động, có thể khiến tiểu tử này đi không? Không thể, Vân Yến. Dù sao cô cũng là người thừa kế được Vân gia chú trọng đào tạo, làm sao lại để một người đàn ông làm mê muội? Chẳng lẽ cô thật sự muốn vì hắn đối đầu với hai gia tộc lớn sao? Con gái, hai gia tộc lớn cùng nhau gây khó dễ. Chúng ta có mất nhà cửa là không đáng. Con đừng hành động như vậy, đuổi anh ta ra khỏi đây. Không đời nào, con sẽ không để ai đuổi anh ấy đi. Rất tốt. Vậy tôi muốn xem, Vân gia có quyền lực lớn, hay chúng tôi, Giang gia và Chu gia có quyền lực lớn, thống đốc đến. Xin kính chào thống đốc. Không cần đâu, một đám người đứng đây làm ầm ĩ, đúng là mất mặt. Thống đốc, ngài hiểu lầm rồi, hiểu lầm. Hôm nay là tiệc mừng thọ 60 tuổi của ngài. Những vị khách mời đều là các gia tộc lớn, nhưng có một kẻ không biết tự lượng sức mình đã xông vào đây, chúng tôi đang định đuổi hắn ra ngoài. Kẻ không biết tự lượng sức mình chính là hắn, một kẻ chỉ biết ăn. Hắn đâu xứng đến đây. Đúng vậy, trong dịp quan trọng như thế này, Vân gia lại dẫn một tên phế vật, điều này rõ ràng là không coi ngài ra gì. Vân gia muốn nói gì? Thống đốc, xin hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ đuổi hắn ra ngay. Con gái, mau đuổi hắn đi. Và còn nữa, con tuyệt đối không thể ở với cậu ta. Nếu không thì, cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ hại chết chúng ta. Mẹ đang nói linh tinh gì vậy? Thống đốc, Trần Phàm là hôn phu của tôi, anh ấy có thể tham gia không? Hôn phu? Đó chắc chắn là được rồi, ngược lại là Giang gia và Chu gia. Họ rõ ràng biết mối quan hệ giữa tôi và Trần Phàm, nhưng vẫn nói lung tung ở đây. Rõ ràng là muốn lợi dụng ngài để đè ép chúng tôi. Lợi dụng tôi, hiểu lầm mà thôi. Thống đốc, chúng tôi chắc chắn không lợi dụng ngài. Đúng đúng, thống đốc đại nhân, tất cả chỉ là hiểu lầm. Thống đốc đại nhân, chuyện này hãy chấm dứt tại đây. Mọi người hãy ngồi xuống. Thống đốc đại nhân, hôm nay là sinh nhật lần thứ 60 của ngài. Ngôi nhà ở phía nam sông, xin dùng làm quà mừng. Ngôi nhà này trị giá hơn 1 tỷ chứ. Chút ít, chút ít. Tôi là thống đốc, làm việc phải minh bạch. Cậu tặng tôi ngôi nhà này là ý gì? Muốn hối lộ tôi à? Là do bậc trẻ non nớt. Thống đốc đại nhân suốt đời thanh liêm, làm sao có thể nhận những thứ này được? Đây là chiếc bình cổ mà tôi mới có được vài ngày trước, mong thống tổng đốc nhận lấy. Đặt ở đấy đi, sứ Nhu Yêu là đỉnh cao của ngành gốm sứ. Giang thiếu gia thật là chu đáo, anh có hiểu biết về gốm sứ. Nghe cậu nói vậy, đặc biệt thích gốm sứ. Nhà chúng tôi đặc biệt chuẩn bị một đôi gốm sứ hoa lam để chúc mừng sinh nhật ngài. Rất tốt, ta đặc biệt thích gốm hoa lam này. Vậy còn cô nương Vân gia, quà mừng sinh của cô là gì? Không lẽ cô không mang gì cả? Không phải là không mang gì cả, tự nhiên là đã mang theo. Nghe nói thống đốc thích ngọc trai, Vân gia đặc biệt tìm được viên ngọc trai phát sáng. Ngọc trai phát sáng từ Nam Hải. Cái gì? Sao các người có ý kiến à? Không dám, không dám. Quyết định của thống đốc đại nhân, chúng tôi không dám có ý kiến. Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi không có ý kiến. Thế thì tốt, Vân gia đừng để tôi thất vọng nhé. Chắc chắn sẽ không làm thống đốc đại nhân thất vọng đâu. Chết tiệt, nhà này thật là may mắn. Trần Phàm, cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có viên ngọc này, gia đình tôi cũng không thể thắng được dự án này. Cô quá khiêm tốn rồi. Cô không phải đã mời tôi ăn cơm sao? Cảm ơn cái gì chứ? Chỉ là mèo mù bắt được chuột chết mà thôi. Chỉ là may mắn mà thôi. Đó cũng là giúp chúng ta. Mẹ, tại sao con không thể nói về anh ta như vậy? Mẹ, đặc sứ đại nhân đến. Làm sao vị đại nhân này cũng đến? Sứ giả, tôi không mời vị sứ giả đại nhân. Chuyện này là thế nào? Những người lớn như vậy đều đến chúc mừng sinh nhật thống đốc. Có vẻ như quyền lực của thống đốc vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Quái lạ, không thể biết tại sao. Tôi không cam lòng. Không biết đặc sứ đại nhân đến, xin lỗi vì không ra đón. Mời ngồi, mời ngồi. Không cần đâu, thống đốc Giang Tỉnh, Lục Cửu Thừa. Đúng đúng đúng, ông tham ô, nhận hối lộ, sử dụng công quỹ sai mục đích. Tôi theo lệnh của quốc chủ bắt giam ông. Cái gì?
Hóa ra là đến bắt người. Tình hình gì đây? Chuyện này có gì đó không đúng. Tôi bị oan mà, đặc sứ đại nhân, oan uổng. Chờ đến khi ông đến nhà tù rồi hãy nói. Tôi, ông muốn chống lại chỉ thị sao? Không dám, tôi không dám. Bắt tốt lắm. Làm thống đốc sang tỉnh Lục Cửu Thừa, tham ô nhận hối lộ, còn bắt nạt người lành, xứng đáng bị bắt. Ngươi, sao, ngươi còn ý kiến gì nữa không? Không chỉ vậy, Lục Cửu Thừa này, mới đây còn nhận từ Vân gia một dự án 300 tỷ, tôi nghi ngờ họ có sự thông đồng với nhau. Ngươi tiết lộ ra, đặc sứ đại nhân, Vân gia và thống đốc Lục, chỉ có quan hệ làm ăn với nhau, không có sự kết hợp bí mật nào cả. Đây chính là bằng chứng, thông tin của các ngươi thật là linh động. Biết Lục Cửu Thừa thích Ngọc Dương Quang, liền ngay lập tức gửi cho hắn. Còn nói các ngươi không có kết hợp bí mật, xin đại sứ xem xét kỹ lưỡng. Quả nhiên là một vật tốt, Ngọc Dương Quang. 300 tỷ à? Cô phải không, trong thời gian này, tất cả các công ty dưới trướng Vân gia, tất cả đều tạm dừng kinh doanh, chờ tôi kiểm tra rõ ràng, rồi sẽ nói tiếp, chúng ta đi, chúng ta đi. May mắn là dự án này đã bị Vân gia giành lấy, nếu không chúng ta mới là người chịu thiệt. Giây trước còn ở thiên đường, giây sau đã xuống địa ngục cảm giác thế nào? Chúng ta đã xong rồi. Dù chúng tôi không liên kết với thống đốc, nhưng việc đóng cửa để kiểm tra, không biết bao giờ mới mở lại. Trong thời gian này, các gia tộc khác chắc chắn sẽ tấn công những người chúng ta quan tâm. Vân gia sắp gặp đại họa rồi, làm sao bây giờ? Mẹ không quan tâm, đó là lỗi của hắn. Nếu không phải vì hắn mua ngọc trai phát sáng, chúng ta đã không bị liên lụy. Mẹ hãy nói lý một chút được không? Trần Phàm, anh đừng để tâm. Mẹ em chỉ, đừng lo, Vân gia sẽ không có chuyện gì. Sứ giả trung tâm đã ra lệnh đóng cửa để kiểm tra. Anh còn nói không có chuyện gì, anh tưởng anh là ai chứ? Tôi đã nói từ trước, anh ta chỉ là một kẻ vô dụng, chỉ biết làm phiền người khác. Tôi nói với các người về đi. Vậy cô Vân, quà mừng thọ của cô đã chuẩn bị là gì? Không lẽ cô không mang theo gì cả? Tất nhiên là có. Nghe nói tổng đốc thích ngọc trai phát sáng, chúng tôi đã đặc biệt tìm được ngọc trai phát sáng Nam Hải để tổng đốc có thể thưởng thức. Anh có ý gì đây? Lẽ nào viên ngọc này không phải là dành tặng cho tôi? Tất nhiên là không. Trần Phàm, anh định làm gì? Chen Fan này có lẽ đã điên rồi, lại dám chơi kham thống đốc, chắc hẳn lúc này đang hối hận chết đi được. Trần Phàm, anh định làm gì thế? Chỉ một lát nữa thôi em sẽ biết. Nhưng mà, em tin anh chứ? Em tin anh. Cái gì? Viên ngọc này không phải là dành cho thống đốc? Đúng vậy. Bề mặt của viên ngọc trai sáng bóng không tì vết, chỉ có người có trái tim thuần khiết mới xứng đáng sở hữu. Còn ông, làm thống đốc sang tỉnh, lạm dụng quỹ công, tham ô nhận hối lộ, cũng đáng để tôi tặng ông ngọc trai phát sáng. Cậu, muốn chết cả lũ à? Hỗn xược, cậu dám vu khống tôi, ông tự biết mình như thế nào? Rõ ràng trong lòng ông, tên phế vật, dám nói những lời này, dám vu khống thống đốc, cả Vân gia cũng chịu hậu quả, không ai cứu được. Trần Phàm, hôm nay tôi nhớ cậu rồi. Thống đốc, chuyện này không liên quan đến Vân gia chúng tôi, tất cả do người này tự tiện, ông không thể liên lụy chúng tôi. Im miệng. Hôm nay không chỉ mừng thọ, tôi còn có một dự án 300 tỷ. Không sai, dự án này giao cho Giang gia và Chu gia. Các người muốn nhận dự án này không? Giang gia chúng tôi muốn, Chu gia chúng tôi cũng muốn. Hai nhà chúng tôi đều sẵn lòng. Xin cảm ơn tổng đốc đại nhân, nhưng mà thành phố Giang chỉ có bấy nhiêu tài nguyên, chia cho bốn nhà, mỗi nhà nhận được quá ít. Từ hôm nay, tôi sẽ khiến cả thành phố Giang chỉ còn lại ba đại gia tộc. Tổng đốc đại nhân, định nhắm vào Vân gia sao? Đúng vậy, Vân gia không biết sống chết, cũng nên bị diệt vong, e rằng ông không có cơ hội đâu. Ngươi im miệng đi, ngươi muốn lôi kéo Vân gia bị diệt sao? Tổng đốc đại nhân, người này không liên quan gì đến chúng tôi cả. Xin đại nhân tổng đốc hãy mở lòng từ bi. Được rồi, đừng vùng vẫy nữa, gia đình các người đã hoàn toàn thất bại rồi. Tổng đốc, Chu gia sẵn lòng sử dụng toàn bộ sức mạnh của gia tộc tấn công toàn diện Vân gia, cho đến khi họ bị phá hủy, Giang gia cũng sẵn lòng, và cả Tần gia của tôi nữa. Tôi đợi tin tốt từ các người. Tổng đốc đại nhân, im miệng, mang họ ra ngoài cho tôi. Trung sư đại nhân đến. Không biết đặc sứ đại nhân đến, đã không ra đón, mời ngồi, mời ngồi. Không cần đâu, tỉnh Giang, tổng đốc, Lục Cửu Thành, đúng đúng, ông tham ô nhận hối lộ, lạm dụng công quỹ. Tôi tuân lệnh quốc chủ, bắt giam ông vào tù. Sao cơ? Bắt tổng đốc Lục vào tù, đây. Tôi bị oan, tôi bị oan. Đặc sứ đại nhân, oan uổng, đợi KS ông đến nhà tù rồi hãy nói.
Bắt hay lắm, Lục Cửu Thành làm tổng đốc thành phố Giang, không những áp bức người tốt, mà còn vô dụng. Loại người này, xứng đáng bị bắt. Không chỉ có thế, ngài đặc sứ, vừa rồi, Lục Cửu Thành đã đưa cho Giang gia và Chu một dự án trị giá 30 tỷ, vì vậy tôi nghi ngờ. Có sự thông đồng với Lục Cửu Thành, ngươi đang vu khống người khác, ngài đặc sứ, Giang gia và Tổng đốc Lục, chỉ là giao dịch kinh doanh, không có sự thông đồng, không có, cặp bình hoa sứ xanh trên bàn, và cái kia, bình cổ lỗ là bằng chứng. Đã tặng những món quà quý giá như vậy, vẫn nói không có thông đồng ư? Xin ngài đặc sứ điều tra nghiêm túc, biết bao nhiêu cổ vật có giá trị lớn thế này, chắc phải tốn kha khá tiền nhỉ, Giang gia. Chu gia ấy hả, từ hôm nay trở đi, tất cả các công ty thuộc sở hữu của các người, đều phải dừng hoạt động để kiểm tra. Chờ tôi điều tra rõ ràng sau đó mới nói, đi thôi. Xin mời Tổng đốc. Không. Nhờ có Giang và Chu gia, chúng tôi mới có được dự án này, nếu không thì chúng tôi mới là người gặp họa. Trần Phạm, anh thấy chúng tôi gặp họa, anh thấy vui lắm phải không? Sao, biểu cảm trên mặt tôi, không đủ rõ ràng sao? Anh, dừng hoạt động kiểm tra. Thiệt hại không nhỏ đâu nhỉ, cô đã dựa vào cái gì đấy? Chu thiếu cũng không ổn đâu. Trần Phạm, đừng vội mừng, chỉ là đang tạm dừng hoạt động để cải tổ, không hề ảnh hưởng đến những bộ phận quan trọng của Chu gia. Thật vậy sao? Trần Phạm, làm sao anh biết Lục Cửu Thành sẽ bị Trung ương đưa đi điều tra? Tôi vừa thấy hai sứ giả, ở dưới lầu, họ có vẻ muốn nói sẽ thực hiện một số hành động đặc biệt ở toàn tỉnh Giang, có thể khiến những nhân vật cấp cao này chú ý, chỉ có Lưu Cửu Thành. Thật vậy sao? Tất nhiên rồi, nếu không làm sao tôi biết trước được. Được thôi, chủ nhân của bữa tiệc đã không còn nữa, vậy thì chúng ta cũng tan ra thôi. Con nói gì, Lục Tổng đốc, thậm chí đã bị người của trung tâm dẫn đi. Nhà Giang và nhà Chu cũng gặp họa, đúng vậy ông nội. Lần này may mắn có Trần Phàm, nếu không có anh ấy, Vân gia chúng ta có lẽ đã bị liên lụy. Thực sự rất cảm ơn cậu. Ông nội, Vân gia đã đối xử tốt với tôi tất nhiên sẽ đền đáp lại Vân gia. Ông nội, lần này Lục Tổng đốc bị dẫn đi, Vân gia chúng ta mặc dù tránh được liên lụy, nhưng là cũng mất đi một cơ hội thăng tiến. Chúng ta mất nhà sẽ rất khó để lại đứng dậy. Chuyện này hãy nói sau, ngày mai có một buổi đấu giá. Buổi đấu giá này đối với Vân gia chúng ta có ý nghĩa phi thường. Vân Yến, con, đại diện toàn quyền cho Vân gia, chịu trách nhiệm toàn bộ cho buổi đấu giá này. Được ông nội, lão gia, tên kia, Trần Phàm, cũng coi như là người trong nhà ta. Không bằng lần này buổi đấu giá, bố cho cậu ta tham gia cùng. Con hôm nay sao vậy? Con không phải không thích cậu Trần sao? Đúng vậy, phải. Tại sao mẹ lại thay đổi thái độ? Đột ngột như vậy, cậu ấy đã giúp chúng ta một việc lớn. Tôi cũng không thể luôn luôn tỏ thái độ với cậu ấy phải không? Vậy được, cuộc đấu giá lần này, ba người, cùng nhau. Vân Yến, cuộc đấu giá này là chuyện gì vậy? Cuộc đấu giá hôm nay, chủ yếu là đấu giá đất đai, rất quan trọng đối với tương lai Vân gia. Chu Chí, sao anh lại ở đây? Sao, buổi đấu giá này, Vân gia của các người tới được, mà Chu gia của chúng tôi lại không? Không phải vậy, chỉ là công ty của Chu gia, vẫn đang dừng hoạt động để kiểm tra. Tôi thực sự tò mò làm sao anh có thể ra đây. Chu gia phát triển đến bây giờ. Cô không nghĩ rằng, Chu gia không có bài nào để chơi chứ? Tôi biết khả năng của Chu thiếu, nhưng còn cô, dẫn theo một phế vật đến phòng đấu giá, phế vật thì đã sao? Dù đến đây, cũng làm giảm đẳng cấp của buổi đấu giá. Chuyện của Vân gia, bao giờ đến lượt các người xen vào? Đúng là, cả hai người cũng xứng đôi, con rể tôi chỉ trỏ. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu, mọi người chuẩn bị tham gia đấu giá. Có nhiều gia tộc đến dự, có vẻ như Vân gia muốn có được mảnh đất này, sẽ phải nỗ lực không ít. Với sức mạnh của Vân gia, có lẽ không ai có thể cạnh tranh được. Không thể nói vậy được, nếu có người nhắm vào Vân gia, cố tình đẩy giá, Vân cũng sẽ gặp rắc rối không nhỏ. Trần Phàm, buổi đấu giá này, cậu chủ yếu là để học hỏi. Sau này tài sản của nhà tôi, vẫn là do hai người quản lý, toàn là kẻ sống nhờ vả người khác, còn quản lý công việc kinh doanh. Trần Phàm này, không sợ làm tôi cười chết sao? Tôi khuyên Vân gia nên cẩn thận một chút, nếu tài sản bị tiêu tan thì không tốt đâu. Con rể tôi thế nào? Cần gì cậu phải quan tâm? Gì à, chúng tôi chỉ là muốn tốt, nhắc nhở một chút, Chu gia, một gia tộc hạng cuối, quản lý tốt bản thân mình đi. Bà, được lắm, kể từ khi Vân gia không biết ơn, thì khi buổi đấu giá bắt đầu, tôi sẽ không khách sáo với các người nữa. Các vị, tôi công bố buổi đấu giá này, chính thức bắt đầu giá. Tiếp theo chúng ta bắt đầu, đấu giá lô đất số 1,
lô đất số 1 ở vị trí vàng, giá trị phát triển lớn, giá khởi điểm 1 tỷ, 1 tỷ 100, 2 tỷ, 3 tỷ, 4 tỷ, Vân đưa ra giá 5 tỷ, có ai muốn tăng giá không? 5 tỷ lẻ 100 triệu, Chu gia thật là giàu có, mỗi lần tăng giá chỉ thêm 100 triệu, ai quy định, không thể tăng giá 100 triệu, mảnh đất này Vân gia quyết không từ bỏ, Chu gia chắc chắn phải, chống lại Vân gia tôi sao, chống lại thì sao? Mảnh đất này Chu gia chúng tôi quyết định rồi, con gái, vừa rồi là không phải quá nóng vội sao? Mẹ, không sao đâu. Vân gia của tôi đưa ra giá 6 tỷ, 6 tỷ và 100 triệu. 8 tỷ, 8 tỷ và 100 triệu, ha ha. Vân gia của tôi đưa ra giá 10 tỷ. 10 tỷ lần thứ nhất. 10 tỷ lần thứ 3 thành công. Chúc mừng Vân tiểu thư, đã giành được quyền sử dụng và phát triển lô đất số 1. Ha ha ha, chi 10 tỷ mua một mảnh đất như thế này, Vân gia thật sự là, có tiền mà phô trương, 10 tỷ này cộng với phát triển sau này, có lãi hay không còn không chắc, Vân gia lần này, lỗ lớn rồi, Vân tiểu thư, nếu muốn trách, thì trách cái tên phế vật bên cạnh cô, nếu không vì hắn, Chu gia cũng không đối đầu với các người. Trần Phàm, đừng để bụng, Vân gia có tiền có của, 10 tỷ có là gì, dù sao tài sản của Vân gia, cũng không bị điều chỉnh. Kế tiếp, hãy tiếp tục bắt đầu buổi đấu giá. Lô đất số 2, giá khởi điểm 10 triệu, 10 triệu. Mảnh đất này nằm ở vị trí hẻo lánh, vì vậy giá trị không cao. 10 triệu lần 1, 10 triệu lần 2, 10 triệu lần 3, đã bán, tôi còn tưởng cô thông minh lắm chứ. Bỏ tiền mua một mảnh đất rác, tôi lỗ cũng chỉ là 10 triệu, không giống như Vân gia lỗ vài tỷ. Nói năng sắc sảo, Vân gia của chúng tôi, đâu phải là cái mà cô có thể so sánh được. Alo, sao cơ? Con gái, có chuyện gì xảy ra? Làm sao lại thế này? Ha 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 ha. Huyện Nhi em xem, tin tức vừa nhận được, mảnh đất số 1 biến thành một bãi rác. Ha ha ha, thật sao Chu thiếu, Vân gia lần này, lỗ lớn rồi, đừng nói mấy câu sáo rỗng ở đây. Cô cũng mua một mảnh đất rác phải không? Tôi phải nhắc nhở cô đấy, chúng tôi lỗ có 10 triệu thôi, còn các người có thể lỗ đến 10 tỷ. Alo, cái gì, nhà ở khu vực học đường, Huyền Nhi, chuyện gì vậy, Chu Tiếu, mảnh đất tôi mới mua, bên cạnh có kế hoạch xây nhà ở khu vực học đường. Nhà ở khu vực học đường, ha ha ha. Huyền Nhi chúng ta giàu có rồi, nếu họ thực sự xây dựng nhà ở khu vực học đường, mảnh đất của chúng ta ít nhất đáng giá 20 tỷ. Huyền Nhi, em có nhận ra không, từ khi em rời bỏ, tên vô dụng kia, vận may tài chính của em đã đến. Trần Phàm, tôi cảm thấy may mắn vì đã ly hôn với anh, nhà tôi lỗ lớn quá. Tôi khuyên anh đừng vui mừng quá sớm, ngươi có ý gì? Tám tỷ lẻ 100 triệu. Có chuyện gì vậy, tôi cảm thấy, mảnh đất này có thể có vấn đề. Có vấn đề, Trần Phàm, có việc gì thì nói sau. Con gái, con nhanh chóng đưa biển lên, hãy tin tôi đi. Trần Phàm, lần này không phải không tin cậu, là mảnh đất này đối với chúng tôi rất quan trọng. Cô à, không còn thời gian nữa. Con trước hãy ghi lại mảnh đất này. Vân Yến, em có tin anh không? 8 tỷ và 100 triệu lần thứ hai. Trần Phàm, có chuyện gì? Chúng ta nói sau, anh hãy buông tay. Vân Yến, em hãy tin anh một lần nữa. 8 tỷ và 100 triệu. Lần thứ ba, thành công, xong rồi, việc lớn của Vân gia. Xong rồi, ha ha ha, đây là con rể tốt mà nhà bà đã chọn. Bây giờ tốt rồi, lô đất hiện giờ, thuộc về Chu gia chúng tôi. Trần Phàm, tôi vừa rồi không nói với cậu sao? Bây giờ, tôi phải giải thích thế nào với bố đây? Cô, cháu sẽ giải thích với cô sau. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá, lô đất số 2, giá khởi điểm 10 triệu. 20 triệu. Trần Phàm. Chu Thiếu. Sao Trần Phàm lại đột nhiên muốn tranh giành mảnh đất này với tôi? Tôi làm sao biết tên vô dụng đó? Trong đầu hắn đang nghĩ gì vậy? Kể từ khi hắn muốn tranh giành mảnh đất này với tôi sẽ không dễ dàng để hắn có được nó. 30 triệu. 1 tỷ. Trần Phàm, cậu đang làm gì thế này? Cô ơi, tôi sẽ đưa cho cô một lý do hợp lý. 1 tỷ và 100 triệu. 2 tỷ. Người có thể tiếp tục tăng giá. Ta cũng chẳng muốn nữa. Mảnh đất xác này, ngươi cứ tự mình giữ lấy đi. 2 tỷ lần 1. 2 tỷ lần 2.
2 tỷ lần thứ 3 đã bán. Trần Phàm ơi Trần Phàm, cậu làm sao chi ra 2 tỷ cho một mảnh đất? Cô tôi sẽ giải thích với cô sau. Trần Phàm, trước kia tôi sao không nhận ra anh có tư duy kinh doanh như vậy. Uyển Nhi, may mắn là em đã ly hôn với tên vô dụng đó. Nếu không, không biết 2 tỷ này sẽ chảy vào đầu ai. Vân gia làm việc lớn, con rể tôi tiêu một ít tiền thì sao? Bà Vân à, bà không cần giải thích thay hắn. Trần Phàm chỉ là tên phế vật vô dụng, ai gặp phải người đó sẽ xui xẻo. Chu Chí, ngươi không nên nói sớm như vậy. Alo. Hả, họp báo gì vậy? Quanh lô đất số 1 sẽ xây dựng một bãi rác. Chu thiếu, chuyện gì vậy? Tự mình xem đi. Cái gì? Gần lô đất số 1 sẽ xây bãi rác. May mà Vân gia tôi không mua mảnh đất này, nếu không thì đã lỗ lớn rồi. Trần Phàm, anh có phải đã dự đoán trước điều này không? Không thể nào, tên phế vật này sao có cái đầu kinh doanh như vậy? Hắn chỉ may mắn mà thôi. Chu gia của cậu cũng không khá giả hơn là bao. Chỉ 8 tỷ mua một mảnh đất như vậy, cứ cứng đầu đi, đừng tưởng rằng nhà các người đã thắng. Tên phế vật Trần Phàm, không phải cũng lỗ vài tỷ sao? Chu gia có tiền, chỉ là vài tỷ thôi mà. Tôi chịu lỗ được. Chu Chí, đừng nói trước như vậy. Ý ngươi là gì? Tự mình xem tin tức đi. Vân cuối cùng có lỗ tiền không? Xong rồi, lần này chúng ta thua lỗ. Thực sự là xong rồi. Cô nói sao vậy? Cậu chưa từng tiếp xúc, không biết tập đoàn Lâm Lang mạnh mẽ thế nào? Mạnh mẽ lắm à? Không chỉ là mạnh mẽ, toàn bộ giới thương mại của Đại Hạ đều coi trọng họ. Không trách được Uyển Nhi và Chu Chí có bản lĩnh như vậy. Mẹ không cần lo lắng quá. Lần này Vân gia của chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn. Tôi cũng sẽ cố gắng bảo vệ Vân gia. Người trẻ bây giờ không biết trời cao đất dày. Mẹ, trước đây Vân gia của chúng ta mấy lần cũng đã vượt qua nguy hiểm, vì vậy lần này chắc chắn sẽ thành công. Nếu Tần gia và Chu gia vì tôi mà hạ thủ với Vân gia, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Không phải cô không tin vào cậu, chỉ là lần này thực sự không còn cơ hội nữa. Tôi vẫn nên quay về bàn bạc với lão gia tử một chút. Trần Phàm, có vẻ như lần này Vân gia thực sự sắp gặp nạn lớn. Sẽ không sao đâu. Đây là tiền em chuyển nhượng, mảnh đất đó em đã lấy, vì vậy số tiền này là anh xứng đáng có. Hơn nữa, anh có số tiền này trong tay, nếu sau này Vân gia thực sự bị đè nén, anh cũng không cần phải bị liên lụy. Giữa chúng ta, còn nói gì về việc bị liên lụy, tôi biết, nhưng công việc là công việc. Chúng ta vẫn nên trở về trước. Mẹ chào, mẹ lại khóc. Con gái, Vân gia của chúng ta sắp phá sản rồi. Được rồi, khóc lóc cũng không giải quyết được gì. Bố, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Lão gia lại xảy ra chuyện gì rồi? Các gia đình lớn ở Giang Thành đã biết, Tần gia đã nhận được đầu tư 100 tỷ, đang chuẩn bị liên kết lại để đối phó với chúng ta. Cái gì? Chuyện này bắt đầu từ tôi. Tôi sẽ tìm cách giải quyết. Cậu giải quyết, cậu có cách gì để giải quyết? Đủ rồi, tôi còn chưa chết, có chuyện gì tôi cũng phải gánh vác. Tiểu Phàm, hai người trẻ tuổi các cậu ra ngoài trước đi, tôi sẽ nghĩ cách. Vân gia thực sự phải đối mặt với sự bao vây của các gia tộc lớn, cần bao nhiêu tiền mới có thể cạnh tranh? Cạnh tranh, chuyện này không đơn giản như anh thấy ở bề ngoài. Ý em là gì? Nếu lùi lại 10 bước, dù có thể cạnh tranh với các gia tộc lớn, thì tập đoàn quốc tế Lâm Lang đằng sau, đó là một siêu tập đoàn có giá trị thị trường hàng nghìn tỷ. Hơn nữa, là người lãnh đạo của toàn bộ giới kinh doanh, nhìn khắp cả tòa nhà, ai cũng sợ hãi như một con hổ. Có vẻ như muốn giải quyết triệt để vấn đề này, cần phải bắt đầu từ gốc rễ, tập đoàn Lâm Lang. Liệu có khả năng kiếm đủ của cải để tập đoàn Lâm Lang không dám coi thường Vân gia? Không cần phải nghĩ, hoàn toàn không thể. Tôi chỉ trong nửa ngày đã kiếm đủ 20 tỷ, chắc chắn sẽ có cơ hội. Trần Phàm, em biết 20 tỷ đối với một người bình thường là một khoản tài sản khổng lồ. Nhưng 1.000 tỷ đô la đặt trong toàn bộ thế giới cũng không có mấy người có thể sở hữu. Có cách nào có thể nhanh chóng kiếm đủ 1.000 tỷ đô la không? Anh tưởng anh là Warren Buffett à? Chỉ cần động động ngón tay là có thể kiếm tiền như nước. Đầu cơ chứng khoán. Thôi đừng nghĩ về chuyện này nữa. Chúng ta đi thôi. Tin tức khẩn cấp 1 giờ trước. Do ảnh hưởng từ rò rỉ ống dầu ở bờ biển Thái Bình Dương, giá dầu thô quốc tế đã chứng kiến mức tăng lớn nhất trong gần một thế kỷ. Giá dầu thô tăng vọt. Chỉ trong một giờ, giá dầu thô đã tăng gấp hàng chục lần.
mua vào toàn bộ 20 tỷ. Trong vòng 2 giờ, tập đoàn Lam Tinh công bố, AI ra mắt, cổ phiếu tăng hơn 50 lần, dây dẫn do tập đoàn cự nhân, làm giá trị tăng gấp 100 lần, công ty thần uy, tự phát triển sợi carbon, và tiến hành sản xuất hàng loạt, giá trị thị trường tăng vài trăm tỷ. Tập đoàn Lam Tinh, tập đoàn cự nhân, công ty thần uy, và một số công ty khác. Uyển Nhi, tôi muốn xem, khi cô mất đi sự nâng đỡ lớn nhất, cô sẽ ra sao? Ông Trần, chỉ cần anh ký vào bản hợp đồng chuyển khoản này, anh sẽ trở thành người đứng đầu mới của tập đoàn Lâm Lanh. Anh Trần còn trẻ, đã trở thành người giàu nhất Đại Hạ, tương lai không giới hạn. Được rồi, tôi nghe nói, tập đoàn có một khoản đầu tư 100 tỷ, dành cho tập đoàn Tần. Đúng là có chuyện này, ban đầu tôi định sẽ công bố vào buổi tiệc thu hút đầu tư ngày mai. Nhưng giờ đây nên do anh. Những chuyện khác tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn anh giúp tôi một việc, xin anh Trần chỉ dẫn, tuyên bố tại buổi tiệc tối. Tôi là chủ mới của tập đoàn Lâm Lang, tuân lệnh. Tập đoàn vừa mới thay chủ, còn rất nhiều việc phải làm. Tất cả đều giao cho anh, tôi nhất định sẽ làm hết sức. Phát ra thông báo, tập đoàn quốc tế Lâm Lang thay đổi chủ, nhân vật mới lên nắm quyền, sẽ chính thức nhậm chức tại bữa tiệc Long Tiên tối nay. Alo, cái gì? Tập đoàn Lâm Lang đổi chủ, sao cơ? Tập đoàn Lâm Lang đổi chủ, sao có thể bất ngờ như vậy? Không được, tập đoàn Lâm Lang đổi chủ, khoản đầu tư 100 tỷ của Tần gia, không thể có vấn đề, tôi cần phải tìm các gia tộc lớn, liên kết lại với nhau. Cái gì? Tập đoàn Lâm Lang đột nhiên tuyên bố thay đổi chủ. Cuộc họp của nhà đầu tư tối nay, được đổi tên thành bữa tiệc Long Thăng, người lãnh đạo mới của tập đoàn Lâm Lang, sẽ tuyên bố nhậm chức, tại bữa tiệc Long Thăng tối nay, đồng thời tuyên bố, quyền sở hữu cuối cùng của khoản đầu tư 100 tỷ. Gần đây các gia tộc lớn đã bị tổn thất nặng nề. Chỉ có giúp Uyển Nhi lấy được khoản đầu tư 100 tỷ này, chúng ta mới có thể lên một tầng mới. Cái gì? Lâm Lang đổi chủ mới lên, ông nội, ông nói thật đấy à? Vân Yến, con và Trần Phàm mang theo Ngọc Minh tới Lâm Lang, biết đâu có thể nhận được sự yêu thích của vị chủ mới kia. Như vậy, Vân gia ít nhất có thể đổi lấy một thời gian để thở. Vâng, con đi ngay bây giờ. Vân Yến vẫn lo lắng về việc Vân gia bị thâu tóm à? Trần Phàm, em vừa mới định tìm anh đấy. Tìm anh, chuyện của Vân gia có biến chuyển rồi. Chuyện của Vân gia, em không cần phải lo lắng. Tôi đến đây lần này là để nói với em một tin tốt. Em đã biết rồi, biết rồi. Anh muốn nói, tập đoàn Lâm Lang vừa mới được chuyển nhượng đúng không? Có thể coi như vậy. Ông nội tôi bảo em và anh mang theo quà đến tặng cho người lãnh đạo mới của tập đoàn đó. Có thể tạo mối quan hệ tốt với ông ấy. Anh nghĩ không cần phải đi. Tại sao? Bởi vì anh chính là chủ mới của tập đoàn Lâm Lang. Trần Phàm, anh không cần cố gắng làm em vui. Bây giờ em không có tâm trạng, anh không cố làm em vui. Anh nói thật đấy. Được, em thừa nhận anh kiếm được 2 tỷ một ngày rất giỏi. Nhưng để trở thành chủ của tập đoàn, ít nhất anh cần có tài sản 1000 tỷ. Dù là Warren Buffett đến đây trong một ngày cũng không thể biến 20 tỷ của anh thành 1000 tỷ được. Thôi vậy, trong một ngày biến 20 thành 1000 tỷ, ai cũng không thể tin được. Tối nay, Vân Yến sẽ biết được, tôi vừa mới điều tra, vị tân chủ mới kia sẽ xuất hiện tại bữa tiệc tối nay, vậy nên, gửi vào buổi tối cũng như nhau thôi. Được, cứ nghe theo anh. Con gái, sao giờ mới đến? Mẹ, mẹ gọi con đến gấp làm gì? Bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà, đương nhiên là phải đến sớm để, và xây dựng mối quan hệ tốt với các gia tộc khác. Họ không đạp xuống khi ta đã ngã còn may, cần gì phải cố gắng. Mẹ đã điều tra rồi, tập đoàn Lâm Lang thay đổi chủ nhân, có một số gia tộc nhỏ, có thái độ lưỡng lự, đây không phải là cơ hội của chúng ta sao? Dù sao đi nữa, họ có thể giúp đỡ Vân gia không? Hợp tác với họ, đơn giản là như mưu cầu lông hổ, dù sao nói thêm vài lời tốt, cũng không thiệt thòi gì. Con, gì, những gia tộc nhỏ đó, không thể ảnh hưởng đến tình hình chung, vậy cậu bảo tôi phải làm sao? Đương nhiên là giải quyết tận gốc, vấn đề của tập đoàn Lâm Lang, con gái mẹ đã tìm hiểu kỹ càng, về vị lãnh đạo mới của tập đoàn. Tuổi tác gần như bằng con, mẹ hỏi cái này làm gì,
Con ngốc à, nếu bạn có thể kết nối với vị đại nhân bí ẩn này, tôi coi như là tự mình nhấc đá lên chân mình. Đây là cơ hội duy nhất của Vân gia chúng ta. Mẹ, mẹ đừng cố ghép đôi lung tung nữa. Con đã có người mình thích rồi. Thực ra, Trần Phàm cũng không tồi. Nhưng tình yêu, có người mẹ nào không mong con gái mình sống tốt hơn. Trần Phàm có năng lực và trách nhiệm, có ý thức công lý, nhưng không thể so với tiền tài quyền lực. Con đừng ngu ngốc vậy. Mẹ, dù con yêu một chàng trai nghèo, nhưng con vẫn cảm thấy hạnh phúc. Không liên quan đến địa vị và bản chất. Này gì, Vân Yến thích ai là chuyện của cô ấy. Dì càng cưỡng ép cô ấy, càng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Trần Phàm, đừng nghĩ những gì dì nói. Dì chỉ đang nói chuyện bình thường thôi. Này dì, cháu biết dì làm chỉ muốn tốt cho Vân Yến. Mẹ nhìn Trần Phàm kìa, anh ấy vẫn đang giải thích cho mẹ. Anh ấy đang cho con một lối thoát. Còn lúc này, con còn bịa ra câu chuyện về mẹ. Mẹ, cả hai chúng con đều rất yêu nhau. Mẹ không cần nghĩ đến tương lai của chúng con đâu, được không? Nhưng vì lợi ích của Vân gia chúng ta, mẹ vừa mới đến và đã phải nghe diễn vở kịch như này. Nghe ngay một bộ phim hay đấy. Chỉ các nhà công như các người cũng muốn gắn bó với vị lãnh đạo mới của tập đoàn Lâm Lang. Thế nào, Tô thiếu gia mấy lần trước mặt làm như quên mất rồi. Dù sở gia của tôi có tệ đến mấy, cũng không như nhà các người. Trong dịp quan trọng như hôm nay, các người lại dẫn theo một kẻ hèn mọn như hắn vào đây. Nhưng kẻ hèn mọn trong mắt ngươi hôm nay đã thăng hoa, còn ngươi chỉ là một con cún thất bại mà thôi. Huyền Nhi, tôi không nghe nhầm chứ? Hắn ta vừa nói mình đã thăng hoa. Ha ha, chỉ là mơ mộng ban ngày. Trần Phàm, ngươi thực sự không biết cách sống. Sự kiện hôm nay lễ thăng thiên được chuẩn bị đặc biệt cho chỉ huy mới. Nó dành cho ta. Ngươi dám nói về sự biến đổi thành rồng? Ta đã nói rồi thì sao? Có chuyện gì vậy? Nó hoàn toàn vô lý. Một người thấp kém như ngươi đến nơi này thật là xúc phạm đến chỉ huy mới. Nếu ta không đến thì sao? Bữa tiệc này không chỉ là trưng bày sao? Thật là buồn cười. Ngươi biết những người có thể đến bữa tiệc, họ có địa vị gì không? Ta không cần biết, dù họ có cao quý đến mấy, trong mắt ta họ cũng chỉ là kẻ hèn mọn. Trần Phàm, ta không biết nên nói ngươi ngu ngốc không, hay là kiêu ngạo đến cực điểm. Những người có thể đến dự tiệc hôm nay là những người quyền quý của Giang Thành, còn ngươi chỉ là một tên phế vật ảo tưởng. Dù ngươi mặc đẹp đến đâu, cũng chỉ là một chú cún đất mà thôi. Sở Chí, anh đừng quá khích. Trần Phàm, anh leo được lên đây, được cô nàng Vân gia, cả đời chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ. Không giống như cô gái nào đó, còn chưa ly hôn, đã đi vào khách sạn với người đàn ông khác. Cô chỉ là tiểu tam. Bà nói ai là tiểu tam, sao lại phản ứng dữ vậy? Bị đạp vào đuôi à? Sức chiến đấu của gì luôn mạnh mẽ như vậy sao? Phải dùng phép thuật để đánh bại phép thuật. Huyền Nhi, không cần cãi nhau với họ. Sau đêm nay, Vân gia sẽ bị diệt vong. Sở gia của các người thực sự không đủ tư cách để làm Vân gia của tôi diệt vong. Sau đêm nay, chúng tôi sẽ nhận được 100 tỷ. Sự sống chết của Vân gia hoàn toàn nằm trong tay chúng tôi. Người hiểu biết thời vụ là người giỏi. Nếu bây giờ các người quỳ xuống và cúi đầu trước mặt tôi, có lẽ tôi còn có thể bao dung tha thứ cho các người. Bên cạnh này không phải là một kẻ phế vật ăn bám sao? Làm cho hắn quỳ xuống và cúi đầu mấy cái, không phải rất tốt sao? Anh mơ sao? Muốn ta quỳ, đừng bao giờ mơ đến điều đó. Ta đã cho các ngươi cơ hội rồi, khi đó, đừng trách ta không quan tâm đến quan hệ giữa hai chúng ta. Sở Chí, anh cũng chưa chắc đã lấy được khoản đầu tư 100 tỷ. Chuyện chưa chốt chắc, Tần gia và gia tộc lớn khác liên thủ thực hiện khoản đầu tư, đó là chuyện chắc chắn. Rất tiếc khoản 1.000 tỷ này, chúng tôi không thể lấy được. Vân gia có khả năng lấy được không? Trần Phàm, anh vẫn ngắn tầm nhìn như vậy, anh hoàn toàn không biết gia tộc danh giá ở Giang Thành khi kết hợp lại sẽ mạnh mẽ đến nhường nào. Huyền Nhi, đừng lãng phí lời với tên phế vật này. Khoảng cách của chúng ta là điều hắn ta không thể chạm tới. Trước đây ta cần phải ngước nhìn, nhưng bây giờ, trong mắt ta, dù tất cả danh giá ở Giang Thanh kết hợp lại, trong mắt ta cũng chỉ là kẻ tìm kiếm sự ấm áp, lũ vớ vẩn mà thôi. Cứ thế mà đẩy, sau khi ly hôn với tôi, anh thật sự không có một chút tự nhận thức. Và cô Vân, cô đã cố gắng hết sức để bảo vệ một người như Trần Phàm, đó thực sự là một sự ô nhục. Cô đang làm mất thể diện của giới thượng lưu. Gì, Trần Phàm này đã nhiều lần xúc phạm tôi. Nếu các gia đình khác tìm hiểu về điều này, tôi nghĩ Vân gia của dì sẽ bị tiêu diệt trong chốc lát. Sở thiếu gia, có vẻ như cậu có quên đi nỗi đau sau khi vết sẹo lành. Ý gì là gì? Có một cô gái như vậy bên cạnh, bất hạnh này nối tiếp bất hạnh khác, cậu vẫn tận hưởng nó không mệt mỏi. Con gái đi thôi. Trần Phàm, chúng ta đi thôi. Dừng lại. Cô biết không, cô còn điều gì muốn nói không? Cứ để nó đi, đây không phải là nơi dành cho anh.
Anh xuất hiện ở đây là đang hạ thấp chúng tôi. Tần Uyển Nhi, cô sai rồi. Người không nên đến chính là cô. Nếu không thì trước mặt mọi người, kẻ tự hạ nhục mình sẽ là cô và Tần gia. Anh vẫn tự cho mình là trung tâm, nghĩ rằng nếu ai đó thua kém anh một lần, họ sẽ thấp kém mãi. Tôi hy vọng tối nay anh sẽ thấy rõ khoảng cách thực sự giữa anh và tôi, nó lớn đến mức nào. Cô Tần, Trần Phàm là vị hôn phu của tôi. Trong tương lai, anh ấy sẽ cùng tôi điều hành Vân gia. Tôi tự nhận, Vân gia không phải là có thể so sánh với một Tần gia. Uyển Nhi, không cần quan tâm họ. Tôi đã liên lạc với các gia tộc khác rồi. Khoản đầu tư 100 tỷ đó, chắc chắn là của chúng ta. Khi đó Vân gia nhỏ bé, sẽ không đáng ngại. Anh đã nhìn rõ chưa? Sở Thiếu có thể giúp tôi. Trước mặt anh mãi chỉ là một tên phế vật dựa vào phụ nữ. Chúng ta cũng đi thôi. Được rồi. Rất đẹp trai, anh cũng không tệ, thật sự ha ha. Anh Sở, cô Tần, đã lâu không gặp, tối nay, Uyển Nhi chắc chắn là viên ngọc sáng nhất. Tại bữa tiệc này, đúng, với số vốn đầu tư hàng trăm tỷ, Tần gia có thể sẽ trở thành người đứng đầu đại gia tộc ở Giang Thành. Tin tức vẫn chưa được xác nhận, Giang Thiếu đừng suy đoán nữa. Tập đoàn Lâm Lang đã bày tỏ ý định đầu tư của mình. Toàn bộ Giang Thành, ngoại trừ Tần gia của cô, còn ai có thể sánh được? Tập đoàn Lâm Lang vừa mới thay đổi chủ nhân, vị tân chủ vừa nhậm chức. Ý của anh ấy, chúng ta ai cũng không đoán được. Tôi chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức. Cô Tần quá khiêm tốn. Giang Thiếu, sao không thấy ông già Giang gia đến dự tiệc sao? Các gia tộc lớn của Giang Thành, tôi nghe nói vị tân chủ là người trẻ tuổi, nên họ đều trao quyền cho chúng ta những người này, muốn tìm kiếm một số chủ đề chung để giao tiếp tốt hơn. Ha ha, hóa ra là vậy. Vậy người đó, những vấn đề tôi đã thảo luận với trưởng lão Giang, anh phải nhận thức được chúng. Tất nhiên là tôi biết, với sự hỗ trợ của tất cả mọi người, chúng tôi chắc chắn sẽ đảm bảo điều này, đầu tư 100 tỷ. Bữa tiệc ở đây, thật là hoành tráng. Trần Phàm hạ giọng đi, làm thế nào cháu có thể gọi chỉ huy Lâm Lang có tên như vậy? Con gái mẹ sẽ đưa con đi gặp đại diện của gia đình nổi tiếng khác, đi nào. Ta đã tự hỏi cách nào tên phế vật đó có thể vào đây, hóa ra đó là tên phế vật của Vân gia, tự biến mình thành kẻ ngốc, luôn coi thường người khác bằng lời nói. Các người là những người thượng lưu Giang Thành, có vẻ như ngươi cũng không cao thượng lắm, có ai ở đây không là người mà ngươi không bao giờ có thể mong được bình đẳng trong cuộc đời? Có rất ít ở đây đáng để ta chú ý. Bất cứ ai cũng có thể nói lớn, ngươi một phế vật thấp hèn, chỉ có thể tải đồ ăn và đồ uống. Sau khi Vân gia sụp đổ, ngươi sẽ phải nhặt rác trên đường phố. Bữa tiệc này đã được chuẩn bị cho ta, vì vậy nói về việc tải tự do, nó phải là tất cả các người ở đây để đầu tư hàng tỷ đô la, cái gọi là tinh hoa của Giang Thành. Ha ha, hoàn toàn vô lý, Trần Phàm. Cô Tần, Sở Thiếu gia, tên phế vật này làm sao lại xuất hiện tại bữa tiệc? Thằng rác rưởi này không chỉ xuất hiện tại bữa tiệc Thăng Long, hắn còn nói những lời ngông cuồng, nói rằng cả bữa tiệc là để mừng hắn. Ai dám nói những lời bẩn thỉu đến thế, thật là không biết sống chết. Trong cả bữa tiệc, ai không biết bữa tiệc Thăng Long tối nay là để mừng vị tướng lĩnh mới bí ẩn Lâm Lang. Hành động của hắn là sự phỉ báng tướng lĩnh mới, hãy đưa hắn ra ngoài. Mọi người chắc chắn là có sự hiểu lầm nào đó. Hiểu lầm, vừa rồi tôi đã nghe bằng chính tai mình, chẳng lẽ tôi đang lừa dối mọi người sao? Tôi có thể làm chứng, anh ta quả thực đã nói câu đó. Nếu ngươi quỳ xuống trước mặt ta ngay lập tức và lại 3 lần, có lẽ ta sẽ tha mạng cho ngươi. Sở Chí đừng hung hăng quá, cô Vân, để tôi kể cho cô nghe. Tên phế vật mà cô đang bảo vệ, hắn ta đã thách thức Sở Thiếu. Nếu cô tiếp tục bảo vệ hắn ta hôm nay, ngay cả thần cũng không thể cứu hắn ta. Vân gia cô sẽ mất tất cả. Con gái, tôi nghe nói cô Tần có quan hệ với tên phế vật này. Không có gì đặc biệt, tôi chỉ tò mò nên mới leo lên. Cô Tần và Trần Phàm vốn dĩ đã là vợ chồng, nếu người mới trách phạt, Tần gia cũng không thoát khỏi liên lụy. Người này là Triệu Thái, tự xưng là người trong gia tộc lớn của Giang Thành, trước đây chưa từng bị tổn thương về nguyên khí, tự nhiên không thể nhìn thấy cô Tần đã cướp đi khoản đầu tư 100 tỷ này, không phải nhân cơ hội gây sự. Nếu người mới biết tên phế vật này xúc phạm anh ấy, thì Uyển Nhi cũng có thể bị liên lụy. Khoản đầu tư 100 tỷ đó, thật không biết sẽ thuộc về ai. Cô Tần, bây giờ tất cả phụ thuộc vào cô, không chỉ đặt ranh giới với hắn ta, mà còn phải đạp hắn thật đau, từ trái tim. Mọi người, tôi và Trần Phàm, trước đây quả thật là vợ chồng, nhưng tôi với hắn ta, không hề có chút tình cảm nào. Tôi rất hiểu hắn ta. Hắn ta chỉ là một người ích kỷ,
kiêu ngạo tự cao và không có trách nhiệm, thậm chí còn là tên đàn ông kém cỏi. Cô Tần, những lời cô nói thực sự đã mở rộng tầm mắt của tôi. Không có gì quá đặc biệt. Tôi chỉ là tò mò nên mới leo lên. Cô Tần và Trần Phàm vốn dĩ đã là vợ chồng, nếu ông chủ mới trách phạt, Tần gia cũng không thể thoát khỏi liên lụy. Người này là Triệu Thái, tự nhận mình là người trong gia tộc lớn Giang Thành, trước đây chưa hề bị tổn hại đến nguyên khí, tự nhiên không chịu được việc cô Tần giành lấy khoản đầu tư 100 tỷ. Không phải nhân cơ hội gây sự. Nếu chủ nhân mới biết tên phế vật này đang bám bộ anh ấy, thì Huyền Nhi cũng có thể bị liên lụy. Khoản đầu tư 100 tỷ kia thực sự không biết sẽ rơi vào tay ai. Cô Tần, bây giờ tất cả phụ thuộc vào cô, không chỉ đặt ranh giới với hắn ta, còn phải dẫm đạp hắn ta đến chết. Trần Phàm. Mọi người, tôi và Trần Phàm trước đây quả thật là vợ chồng, nhưng tôi với hắn ta không hề có chút tình cảm nào. Tôi hiểu rõ hắn ta lắm. Hắn ta chỉ là tên ích kỷ, kiêu ngạo tự cao, không có trách nhiệm, thậm chí yếu đuối và bất lực. Cô Tần, những lời cô nói thực sự làm tôi mở mang tầm mắt. Giao dịch đầu tiên này là cô vô tình vô nghĩa. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Đã kết hôn bao nhiêu năm, trong lúc cô khó khăn nhất, luôn là tôi ở bên cạnh cô. Tôi ở bên ngoài, dù mưa gió không ngừng kiếm tiền nuôi cô, tôi không dám lơ là. Vậy thì sao? Đó là anh tự nguyện cho đi. Sau nhiều năm leo lên được Sở gia, càng không nhớ về quá khứ, mạnh mẽ yêu cầu ly hôn với tôi. Tôi đã cho cô tiền, là cô tự không lấy. Hóa ra đây là bộ mặt thật của cô tiểu thư Tần. Đòn đầu tiên khi lên bờ, trước hết chém người trong mộng. Tôi nghĩ mọi người biết chuyện này cũng không dám đầu tư 100 tỷ cho cô nhỉ. Đủ rồi, cô không chịu nổi rồi. Món nợ thứ hai là cô không chung thủy. Hãy nói rõ hơn. Triệu Thái, anh có ý gì? Giang Thiếu, rảnh rỗi cũng là rảnh, cùng nhau nghe. Trần Phàm, ngươi dám? Kể từ khi đã ly hôn với cô, chúng ta là người của hai thế giới. Cô muốn bám vào Sở gia để leo lên, tôi có thể không quan tâm đến cô, nhưng cô và Sở gia vì oán ghét tôi nên đã liên lụy đến Vân gia, còn tuyên bố sẽ diệt Vân gia, hoàn toàn không có lòng từ bi. Im miệng, ha ha, tôi chỉ nói rằng gia tộc lớn Giang Thành làm sao đột nhiên lại liên kết với nhau, hóa ra còn có nguyên nhân này nữa. Trần Phàm, đừng nghe anh ta biện minh nữa, anh ta chỉ muốn ở đây chuyển hướng đề tài. Đúng, những vấn đề này đều là nhỏ, chẳng phải hắn ta đã sỉ nhục chủ nhân mới sao? Trần Phàm, anh đã đắc tội với tướng mới, còn muốn kéo tất cả chúng tôi xuống nước, đúng là đáng ghét tột cùng. Chết đến nơi còn cười được, tôi đang cười các người đấy. Bộ dạng vội vàng tìm đến thuốc, thật là buồn cười. Kéo hắn ta ra khỏi dây buộc, người như hắn ta làm sao đứng được tại bữa tiệc này. Đủ rồi, ha ha, các người nhìn kìa, bữa tiệc này toàn người ghét bỏ hắn ta. Cô Vân, chẳng lẽ cô có thể không quan tâm tới việc Vân gia gây ra sự phẫn nộ để bảo vệ cái gì hắn ta chứ? Vân Yến, cứ để tôi lo. Hôm nay thật sự là trải nghiệm mở mang tầm mắt cho tôi. Nếu như tôi không phải là một người bình thường đứng đây, làm sao tôi có thể thấy được những bộ mặt kinh tởm như vậy? Chết cận kề vẫn chống đối, các người còn dám phát ngôn như vậy. Được, rất được, hôm nay tôi sẽ khiến cho những quỷ yếm này đều lộ diện. Hôm nay tôi muốn xem các người có khả năng gì để đuổi chủ nhà của bữa tiệc này đi. Các người vẫn cứ giả vờ và tỏ vẻ, tôi sẽ đứng đây chờ đợi. Tôi muốn xem các người làm thế nào để dùng mọi cách đuổi tôi ra khỏi đây, hay là khiến tôi quỳ ở đây chờ mệnh lệnh từ vị tướng mới ngông cuồng. Ở ngoài chỉ nghe thấy tiếng ồn, các người coi bữa tiệc này như chợ búa à? Ông Viên, chỉ là có một con cún sủa ầm ĩ, chúng tôi đang chuẩn bị bắt giam hắn, xúc phạm vị tướng mới, ai dám láo xược đến vậy, chính là hắn. Ông Viên, người này thật là coi thường người khác, hắn ta không chỉ khiến mọi người tức giận, còn giả mạo vị tướng mới, chúng tôi đang chuẩn bị đuổi hắn ta, đuổi ra ngoài. Ông Viên, tôi thấy để đối phó với người như vậy, nên khiến họ quỳ gối trên mặt đất và cúi đầu xin lỗi Sở thiếu gia, là các người muốn đuổi anh ta đi. Đúng, là các người muốn anh ta quỳ gối, cúi đầu xin lỗi. Đúng vậy, là các người nói anh ta giả mạo tướng mới. Những người ở đây đều có thể làm chứng. Tốt lắm, các người thật là to gan. Ông Viên, tên nhóc này thật là to gan mạng lớn. Hắn ta vi phạm tôi cũng chỉ nhắc nhở, hắn ta còn giả mạo tướng mới, đúng là không thể tha thứ. Đủ rồi. Chủ tịch Viên, có chuyện gì vậy? Tôi có chuyện gì, các người không biết sao? Tối nay là ngày tân chủ của tập đoàn Lâm Lam nhậm chức. Chúng tôi tất nhiên biết, chúng tôi đến đây là để chiêm ngưỡng phong cách của tướng mới, không thể để con cún này
làm ô danh tướng mới. Ngươi tên phế vật này, hôm nay ngươi chết chắc. Chủ tịch Viên ở đây, hôm nay ngươi muốn đi cũng không được, tất cả im miệng. Tôi là chủ tịch tập đoàn Lâm Lang, đã gặp mặt Trần tiên sinh. Hả, chuyện này là thế nào? Làm sao người đứng đầu tập đoàn Lâm Lang lại biết Trần Phàm? Trần Phàm tên nhóc này, từ bao giờ quen biết ông Viên? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Anh thực sự là người mới nắm quyền, mà người ta đồn đại sao? Trần tiên sinh, tôi đến muộn, tôi lại cảm thấy ông đến đúng lúc, là tôi sắp xếp không chu đáo. Không ngờ, tại bữa tiệc Long Phụng, lại xuất hiện mấy kẻ hề nhảy múa, làm Trần tiên sinh tức giận. Ông Viên, chuyện này là sao vậy? Ông hãy giải thích cho tôi. Tối nay tôi tổ chức bữa tiệc, chỉ vì một việc, tập đoàn Lâm Lang đổi chủ. Bữa tiệc hôm nay, nhằm thông báo cho toàn bộ, và giới thương mại về vị tướng mới, vị tân chủ sắp xuất hiện. Trần Phàm đã chọc giận vị tướng mới, những người thân cận như Vân gia, Sở gia, Tần gia đều sẽ phải rời bỏ vị trí của mình. Con gái, vị tân chủ sắp xuất hiện rồi, ắt nữa còn phải thể hiện tốt đấy. Dự án đầu tư 100 tỷ sẽ là của tôi. Bây giờ tôi chính thức công bố với giới thương mại về việc nhậm chức của vị tân chủ. Xin mời Trần tiên sinh. Vậy là anh thật sự là vị tướng mới. Cái này tôi không nhìn nhầm chứ? Không thể nào, đúng là không thể nào. Hắn ta chỉ là một con kiến tận cùng, làm sao có thể trong một đêm trở thành bá chủ thương trường? Chắc chắn không thể nào. Không, điều này không thể. Chắc chắn là tôi nhìn nhầm. Trần Phàm, anh thực sự là vị tướng mới. Đúng, vậy tại sao anh lại giấu tôi? Giấu kín đến như vậy, tại sao không nói cho tôi biết? Tôi không chỉ cho anh cơ hội, nhưng mỗi lần anh đều làm tôi thất vọng. Vậy anh không thể nhường nhịn tôi à? Trước kia tôi luôn nhường nhịn cô. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Tần Uyển Nhi, bây giờ cô là vợ cũ của tôi. Từ thời điểm này, Trần tiên sinh sẽ là người đứng đầu của giới thương mại đại hạ. Không thể nào, đây là điều không thể. Đây là tập đoàn siêu cấp, có giá trị hàng nghìn tỷ. Làm sao một người có thu nhập không đến vài nghìn mỗi tháng có thể mua lại được? Dù hắn ta có dựa vào Vân gia, nhưng so với tập đoàn Lâm Lang chỉ là muỗi đốt bò cạp, chắc chắn có gì đó không ổn. Vậy các người làm sao biết không phải là muỗi đốt bò cạp? Phải biết rằng tài sản của Trần tiên sinh, kể cả khi đặt trong toàn bộ tòa nhà, đó cũng là chiếc thước tuyệt đối đầu tiên. Không thể nào. Tôi biết rồi, chắc chắn là ông Viên, vị trí thống lĩnh bị cướp đi, liên kết với Vân gia, và ngươi tên phế vật này chỉ là một vở kịch mà thôi. Có thể là như vậy, người bí ẩn đột nhiên mua lại tập đoàn Lâm Lang, làm sao có thể dễ dàng xuất hiện trước công chúng? Các người thật là cứng đầu. Này, Sở gia, Triệu gia, Giang gia, Tần gia, chọc giận tướng mới. Trong 3 phút, những gia tộc này biến mất khỏi Giang Thành. Ông đang lừa tôi sao? Cái gì? Tập đoàn Lâm Lang thực hiện trừng phạt Giang gia. Tất cả các đối tác đều rút lui, vậy giá trị thị trường thì sao? Giảm một cách thê thảm 10 tỷ. Các người chưa từng nghĩ đến phải không? Trong mắt các người, thứ nhỏ bé lại chính là chủ nhân của bữa tiệc này. Nhưng dù sao, kể cả khi các người liên minh với nhau, không phải sao, vẫn để cho tôi thứ nhỏ này đứng vững ở đây. Nào mọi người, tiếp tục biểu diễn đi. Thật là trớ trêu, các người vừa rồi không phải cứ mở miệng bảo tôi khiếp sợ và xin lỗi, phải cúi đầu nhận lỗi chứ? Sao ba người lại quỳ xuống trước? Xin tân chủ tha mạng, chúng tôi không nhận ra đại nhân. Triệu Thái, bây giờ anh còn muốn tôi quỳ xuống và cúi đầu xin lỗi chứ? Xin tân chủ tha mạng, là tôi không nhận ra đại nhân. Xin tân chủ tha mạng, tôi xin quỳ. Sở thiếu và Giang thiếu, tướng mới, bây giờ các người còn cho rằng tôi coi thường mọi người, phạm phải tội lớn, giả mạo tướng mới, muốn đuổi tôi ra khỏi bữa tiệc này chứ? Không thể có kết quả như vậy. Tân chủ, tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi. Giang gia, xong rồi, tôi đã không ít lần xúc phạm ngài. Sở gia của chúng ta hoàn toàn xong rồi, làm sao lại rước lấy một nhân vật lớn bí ẩn như vậy? Về phần người khác, tân chủ xin hãy tha mạng, chúng tôi sẽ sẵn lòng theo sau vị tướng mới. Thôi, tôi lười đi sâu vào cái gì, ba người các người còn không đi. Trần Phàm con rể này, thật sự không tồi đâu nhé. Con gái, con nhất định phải giữ vững nhé. Mẹ, tôi đã chán ngấy với trò hề này,
chấm dứt tại đây đi. Trần tiên sinh, về phần khoản đầu tư 100 tỷ này. Trần Phàm, khoản đầu tư này, tôi thực sự rất cần. Anh có thể cho tôi không? Tôi đảm bảo sẽ không lỗ. Nguyễn Nhi, sự dựa dẫm lớn nhất của cô đã mất. Cô lấy gì để đòi tôi? Khoản đầu tư 100 tỷ này, tôi... Dù sao tôi cũng là vợ cũ của anh. Anh không thể nhớ về một chút tình cảm xưa cũ. Cô cũng nói đó là quá khứ. Bây giờ tôi đã có một người khác. Người phụ nữ sẽ ở bên cạnh. Ai? Vân Yến, em có muốn lấy anh không? Anh muốn dùng khoản đầu tư này làm sính lễ với danh tính và địa vị của anh hiện tại. Anh ở bên em, có hối hận không? Làm vợ anh sẽ không bao giờ hối hận. Vậy em, đồng ý. Nhưng bản hợp đồng này vẫn khá hữu ích. Dù sao, bị cầu hôn trước đám đông cũng khá là xấu hổ. Đưa cho em che chở. Xin chúc mừng phu nhân của tướng mới.